Điều hòa đi, dàn máy 100% bằng đồng, bảo hành lên đến 10 năm. Và Khả Như xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bộ ba ăn ý. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hải Nam Media. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng Cree. Và bây giờ hãy sẵn sàng với những vòng thi đấu cực kỳ hấp dẫn, bên cạnh đó là sự vui nhộn, ăn ý và hài hước của ba đội chơi. Tuần này là rất là đa dạng nha, ca sĩ nè, diễn viên nè, rồi người mẫu nữa. Bây giờ em giới thiệu khách mời, tại em gấp quá rồi. Vậy giới thiệu đội trưởng là chứ. Đội trưởng. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón ba đội trưởng đầy tài năng của chúng tôi, đó chính là ca sĩ Trịnh Thăng Bình, diễn viên Hoàng Mèo và diễn viên Tường Vi. Xin mời. Đây là đội trưởng của chúng tôi, gồm ba nghệ sĩ rất là tài năng, lạnh lùng boy Trịnh Thăng Bình. Một chàng trai lạnh lùng nhưng không kém phần nguy hiểm. Đúng vậy. Anh ta luôn cho những cái nhận định rất là sâu sắc. Ví dụ như hôm nay anh cảm thấy như thế nào anh? Hôm nay thì anh cảm thấy rất là vui vì chương trình đã mời đến đây lần nữa. Dạ. Sau một cái nghĩa là số phần trước á, thì mình nói chuyện ít. Cho nên là mình cảm thấy là mình nói những ít gì mà chương trình vẫn mời mình, thì có nghĩa là người ta quý mình lắm. Cho nên là mình quyết định là lần này mình tham gia chương trình thì chắc mình sẽ nói nhiều hơn. Thì để mà cảm ơn cũng như là gian chương trình, cũng như là nhãn hàng tài trợ, cũng như là hai bạn MC, cũng như là quý ngủ, vị khách nên có lẽ hơi dài nha mình. Anh hình như là bài diễn văn này chương trình nào anh cũng nói phải không? Em lúc nào cũng có cái không vậy. Đợt trước thì em không nói. Đợt trước là em xuất hiện là để lấy visual, lấy hình ảnh thôi. Đợt trước là xuất hiện làm như thế này cho tới cuối chương trình là mới có cái nickname là lạnh lùng boy. Đúng vậy. Đây, rực rỡ cơ. Rực rỡ cơ. Thì ngày hôm nay em tự nhiên chơi nguyên cái đầm đỏ dữ quá. Rực rỡ quá. Nhưng mà không, em thấy hình như là vô cái tông của mọi người á. Đó. Chỉ có anh Hoàng là hơi cái tông hơi nhỉnh nhẹ một chút xíu thôi. Bớt lại chút xíu. Nhưng mà không sao. Cái mặt của anh rực rỡ là được. Thương lắm nè. Sự thông minh của anh nó tỏa sáng là được. Đó, bây không giờ dám là chắc. Em phải như vậy để chị Khả Như có cái cơ hội mà tân anh lên đó, anh thấy không? Nhưng mà bây giờ em đang rất là hồi hộp. Em, anh Bình với anh Hoàng đang ở vị trí là đội trưởng. Thì không biết là hai bạn còn lại ở đâu để có thể ráp lại thành bộ ba ăn ý. Bây giờ xin mời ba người chúng ta về vị trí để đón chờ thành viên của đội mình ạ. Và bây giờ để cho ba đội trưởng ngắm nhìn các thành viên của mỗi đội, bên cạnh đó đón chờ xem họ có những sở trường đặc biệt như thế nào. Bây giờ sẽ làm món quà tinh thần đầu tiên đến từ cặp số 1. Xin mời. Đẹp lung linh dưới ánh sao trời. Và em cũng thế, duyên dáng cô gái Lào, đẹp lung linh cho lòng anh xuyến xao. Khôn ngàm ơi xin đừng chớ vội đi, ngại ngùng chi hơi anh lại gần đây với em. Mình cùng múa lâm vồng, cùng trao nhau chữ duyên nồng. Chẳng hay em năm nay đã muốn lấy chồng chưa? Xa bay đi, ai hát lòng này là đi nỗi mi hận ai bỏ. Từ ngày
gặp em anh bao đêm vẫn vương, vì yêu em nên anh nhớ thương, cho say ánh mắt cô gái Lào. Xa bay đi, xa bay đi, ai hát đồng lời lại nỗi mi ân ai bỏ, gửi tặng em ngàn câu ca, cho dù mai có cách xa, gặp lại em mong em vẫn nhớ tên chớ vội đi, lại gần đây với em ngại ngùng chi hỡi anh. Mình cùng mưa lâm vòng cùng chào nhau chữ duyên nồng, chẳng hay em năm nay đã muốn lấy chồng chưa? Xa bay đi, xa bay đi, ai hận lòng lay lay lòng mi hát ai bỏ? Từ ngày đó em anh bao đêm vẫn vương, vì yêu anh nên anh nhớ. Lời lại lòng mi hát ai bỏ, gửi tặng em ngàn cố ca, cho dù mai có cách xa, gặp lại nhau mong em vẫn nhớ tên anh. Xa bay đi, xa bay đi, ai học năm nay lại mặc hay nhím ai bỏ. Nằm theo anh thì gió ngô nên bóp cân, chạy nòng nên bóp hai lốp lên, nhớn mà hát trâu. Xa bay đi, xa bay đi, ai học năm nay lại bao mi hát ai bỏ. Từ ngày gặp em anh bao đêm vẫn vương, vì yêu anh nên em nhớ thương, cho say ánh mắt cô gái nào. Xa bay đi, xa bay đi, ai học năm nay lại bao mi hát ai bỏ. Gửi tặng em ngàn câu ca, cho dù mai có cách xa, gặp lại nhau mong em vẫn nhớ tên anh, hẹn gặp em cô gái Viên Trang. Somebody, 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 somebody. Somebody, Hoàng rapper. Ai biết, nhiễm, vì nhiễm. Người ta tiết mục người ta đang đẹp, đang thơ, trời ơi, thật sự rất là thu hút luôn á. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Hoàng rapper, chị Khải Như. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Danh và em của em là Tiểu Tiên. Dạ, mà em chưa hiểu Somebody là sao ạ? Đây là một bài hát của người Việt sáng tác, nhưng mà em có một chút tiếng Lào trong đó. Somebody nghĩa là anh rất yêu em, anh rất yêu em ạ. Thấy chưa, nãy anh Hoàng anh nói là Somebody là chắc là xin chào. Lộn xíu, đâu biết tiếng Lào đâu. Dạ, hai anh em là học chung một trường. Dạ, đồng môn nhau. Dạ, hai anh em học bên trường nhạc ạ, người thành phố ạ. Và cảm ơn hai bạn một cái tiết mục thiệt là hay, và hy vọng hôm nay chúng ta chơi thắng nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin mời Tiên và Danh về vị trí. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cặp chơi thứ hai. Dạ. Cũng trai tài gái sắc lắm nha quý vị. Đúng đó rồi. Chính là ca sĩ Kiều Oanh cùng và với Lương Anh Duy. Dạ vâng, đó chính là ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh cùng với bạn Lương Anh Duy. Oanh là ca sĩ. Dạ. Có duyên nào mà làm quen với một chàng trai chuyên xuất hiện trên những trang mạng xã hội như là TikTok nè? Tình cờ anh lướt TikTok, cái em vô anh bóc hỏi bạn là bạn ơi học thanh nhạc không? Em nói có tin lắm. Ủa? Và sau đó là bạn đã học thanh nhạc em. Là cô giáo đó. Cô giáo đó. Hy vọng là cô và trò sẽ có được nhiều số điểm ngày hôm nay nha. Yeah. Cảm ơn cô trò rất nhiều. Xin mời. Xin mời ạ. Cả hai về vị trí của mình. Rồi, xin chào hai bạn Thi Ca và Thúy Hằng. Hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như cặp đôi của chúng ta nào. Dạ, em chào anh Hoàng với chị Như. Dạ. Em tên là Thi Ca, công việc hiện tại em là diễn viên tự do. Thúy Hằng giới thiệu đôi nét thì mình. Em tên là
Thúy Hằng là em là ca sĩ tự do. À, một bạn diễn viên, bạn ca sĩ luôn. Ca sĩ, một ca sĩ, một diễn viên. Đáng là chung trường á, giống như cặp game kia, chung trường. Dạ, dạ, dạ không. Thì em đang sinh nhật bạn. Đi sinh nhật bạn, rồi bạn này thì làm ai em cho nhỏ kia. Ừ. Xong ừ. cái nhỏ kia có bầu. Ờ, ừ, rồi. Xong cái... hay hốt là hốt luôn mà Mai. Hay quá. Không, mà Mai hốt em. Mà Mai hốt em luôn. Có bạn rủ em đi chơi. Và cuối cùng hai đứa đến với nhau chưa? Dạ, dạ rồi. À, yêu nhau được bao nhiêu năm rồi? Giờ mới có 8 tháng. Không sao đâu em, yêu nhau được là mừng rồi. Có những người người ta chờ hoài không có tình yêu thì sao? Wow đi. Bảo liền. Hai người trong thân bảo liền. Không, bữa nào em làm Mai cho người ta đi. Không có gì cọc cằn hết á. Ok, thôi bây giờ tới phần mà làm em vui nè. Phần này là không có liên quan gì tới tình yêu hết. Em vui sẵn nè. Phần này là để ghép đội. Đúng, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ghép đội. Xin mời. Phần ghép đội, ba cặp người chơi sẽ được xem một hình ảnh trên màn hình và có 20 giây để ghi nhớ. Cặp nào ghép đúng và có thời gian hoàn thành nhanh nhất sẽ được quyền chọn đội trưởng đầu tiên và được 50 điểm. Cặp hoàn thành thứ nhì sẽ được chọn đội trưởng tiếp theo và có 40 điểm. Cặp hoàn thành sau cùng chọn đội trưởng còn lại và có 30 điểm. Nào, hãy sẵn sàng, chúng ta đến với đề bài. 20 giây bắt đầu. Chiếc máy bay nhớ kỹ bốn góc nha, chị dễ nhớ nha. Chiếc máy bay nào bong bóng nè. Mọi người nhớ chưa? Bốn góc nhà trái phải nhớ nha. Chị kỳ với chị kêu bốn góc ở đây màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu xanh. Đó, đó. Hết chưa? Bắt đầu. Mình xả ra sàn cho mình ghép vô, rồi sau mình lắp lên bảng. Trời ơi, giữa là gần xong luôn rồi kìa. Trời ơi. Rồi. Ghê chứ. Wow, quá ghê quá. Thầy giỏi quá. Không sao, cơ hội vẫn còn. Nào, cái cát bên đây đâu, còn một cái mảnh cát bên đây nữa nè. Xong. Xong luôn. Thủy Tiên cũng xong rồi à. Không cần phải ghép nữa đâu em. Rồi, như vậy là hoàn thành rồi. Chúc mừng cả ba đội, chúng ta đã có kết quả 50 điểm và về sớm đầu tiên được quyền lựa chọn đội trưởng, đó chính là đội của Nguyễn Kiều Oanh và anh Duy. Chúc mừng các bạn. Hai bạn chọn đội trưởng cho mình đi nào. Cái này thì để em nhường Duy, tại vì Duy là cái người mà lắp cái này. Ok. Em chỉ lắp phụ thôi. Nãy giờ là thấy Duy toàn là nhìn chị Tường Vi thôi. Nên là mình rất là hiểu. Có gì đâu, hiểu nói thẳng đi em. Em thì con trai mà em mạnh mẽ lên cưng, mạnh mẽ lên. Cô giáo tư vấn cho trò đi. Em là em rất thích style của anh Bình. Là sao? Thế thì em chọn anh Bình. Em chọn anh Bình làm đội trưởng của nhóm em. Xin mời anh Bình ạ. Yeah. Rồi, xin mời đội của đội trưởng Trịnh Thanh Bình về vị trí. Thủy Tiên và Thành Danh, các bạn về nhì được 40 điểm nha. Các bạn chọn đội trưởng nào? Dạ, hồi nãy lúc mà vô trường quay em rất là thích chị Tường Vi, chị Tường Vi rất là đẹp ạ. Nhưng mà... Kìa, Thủy Tiên bả liếc rồi kìa. Nhưng mà em gái của em rất hâm mộ anh diễn viên anh Hàng Mèo. Vậy cuối cùng em là hàng giạc, hàng tồn cuối cùng ha. Không có. Dạ, cho nên em xin phép chọn anh Hoàng Mèo ạ. Dạ rồi, đội trưởng Hoàng Mèo sẽ về với Thủy Tiên và Thành Danh, và đương nhiên đội trưởng Tường Vi sẽ về với đội của Thi Ca. Xin mời các bạn về chỗ ạ. Cơ duyên đã đưa chúng ta đến với nhau, và bây giờ hãy đặt tên cho đội nào. Xin mời ạ, đội anh Hoàng Mèo ạ. À, đội anh hả? Dạ, tên gì ạ? À, vẫn chữ mèo luôn. Dạ. Nhưng mà là búp bê mèo. Tại ở đây có một cô búp bê rất là đáng yêu. Đây là búp bê mèo. Mèo. Đây là mập mẫm mỉm. Búp bê mèo mập mẫm mỉm. Đó. Đội mỉm. Rồi, dạ, kết thúc đội mỉm. Đội mỉm. Cảm ơn rất nhiều ạ. Về đội của mình thì sau khi mà đã thống nhất với nhau là đưa ra quyết định cuối cùng là em bé có râu. Râu.
Đồi rau à? Đồi rau à, dạ xong luôn. Dạ xin mời đội thứ ba. Đội thứ ba xin mời ạ. Là trái tim bập bùng chị ạ. Dạ đội bùng luôn ạ. Đội chứ bùng luôn. Và bây giờ xin mời ba đội bước vào vòng đầu tiên được mang tên Cùng Nghĩ. Máy lạnh Tri, lạnh, lạnh nữa, lạnh mãi, vận hành bền bỉ 20 năm. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên của bộ ba ăn ý được mang tên Cùng Nghĩ. Vòng 1 Cùng Nghĩ, ba đội chơi sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời 10 câu hỏi kiến thức thuộc 6 chủ đề. Đội về nhất ở phần ghép đội sẽ được chọn chủ đề đầu tiên. Trả lời đúng được 20 điểm và được chọn chủ đề tiếp theo. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. MC sẽ đọc câu hỏi tiếp theo ở chủ đề hiện tại. Chúng ta chỉ có 10 câu hỏi dành cho 6 chủ đề với những chủ đề như sau: âm nhạc, phim ảnh, thể thao, du lịch, ẩm thực, phong cách sống. Xin mời đội đang cao điểm nhất sẽ chọn chủ đề trước. Xin mời đội rau. Phong cách sống. Phong cách cái sống. Cái gì vậy Miễm? Hả? Miễm hả? Rau. Ủa? Trước. Không phải đội anh hả? Dạ không ưu tiên tuổi tác gì ở đây ạ. Ủa anh tưởng đâu người nào cao tuổi lớn tuổi chứ. Đội cao điểm chứ phải cao tuổi ạ. À xin lỗi, anh vội vã quá. Cái đội của em á là sẽ có cái phần mà gọi là lợi thế hơn về âm nhạc. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình chọn âm nhạc á thì mấy đội kia coi mình ra gì anh hả? Không coi, coi ra gì chứ, vẫn coi ra gì. Em á, em ơi, nếu như mà em chọn cái sở trường của em mà em trả lời sai mọi người vẫn coi thường em như thế. Đúng rồi. Cảm ơn chị đã thức tỉnh em, giờ sẽ nhường cho đội sao trưởng em? Đi ạ. Quyết định âm nhạc đi. Trước khi đến với câu hỏi, lưu ý cả ba đội, sau chữ hết của MC thì mới được quyền bấm chuông. MC đang gặp câu hỏi mà chúng ta bấm chuông sẽ bị mất lượt. Dạ. Yeah. Nội dung có... Dạ mất lượt à? Không không, anh thử không, cái chuông nó có kêu không? Dạ vâng ạ. À. Thử luôn dạ, anh thử ơi. Rồi, thử nha, thử rồi nha. Câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ xin mời. Ca khúc nào sau đây của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh không phải là nhạc phim? A. Có chàng trai viết lên cây. Dạ Phạm Huy à. Chưa tuổi quá. Chưa cái gì? Chưa. Tôi. A. Có chàng trai viết lên cây. B. Sao cha không. C. Vợ người ta hết. Xin mời đội bùng. Dạ đáp án là C. Vợ người ta. 20 điểm thua các bạn. Cái gì vậy trời, không lẽ giờ trừ thêm điểm bấm lố chuông. Thử lại lần nữa, tại vì hồi nãy là rõ ràng mình thấy mình bấm trước mà bên kia kêu trước. Mình muốn thử lại coi nó nhạy không. Rồi, thử đủ rồi nha. Dạ. Dạ, chúc mừng đội bùng, xin mời đội bùng lựa chọn chủ đề tiếp theo. Dạ, lựa chọn tiếp theo là phim ảnh ạ. À. Phim ảnh, nội dung như sau. Cha của nhân vật gấu trúc Po trong bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda là con gì? A. Vịt. B. Thiên Nga. C. Ngỗng. Hết. Yeah. Bây giờ tụi em quyết định đi chứ anh là anh muốn con ngỗng á. Em theo anh. Em muốn con gì? Ngỗng. Con ngỗng. Con ngỗng. Con ngỗng. Con ngỗng. Và đó chính là con ngỗng. Chúc mừng. Trời. 20 điểm. Trời. Trời. Gì bên? Dạ bên. Thử hoài luôn. Thử lại. Tại vì rõ ràng mình thấy mình bấm nhanh lắm mà sao mà mình không có được. Đâu phải em, hồi nãy em vừa bấm là anh bấm liền nè, em thấy không? Ghê thiệt. Ừ. Dạ chủ đề nào ạ? À, âm nhạc. Đây dạ đây rồi. Hai bạn của anh là âm nhạc ok lắm. Xin mời câu hỏi chủ đề âm nhạc. Câu hỏi như sau. Trong ca khúc Tàu Về Quê Hương của nhạc sĩ Hồng Vân, cô gái rủ chàng trai về quê để làm gì? Hết. Xin mời đội rau. Anh ơi đâu thành ở đây em sống không quen. Đúng rồi. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Ê, rồi sao nữa? Về đây mình cưới nhau luôn. Về đây mình cưới nhau luôn. Về đây mình cưới nhau luôn. Cái gì mà cưới liên tục vậy? Ở đâu mà cưới quá trời vậy? Người ta chỉ chính xác là một vợ một chồng thôi. Nhưng mà tại sao em cưới 3-4 lần vậy? Cưới có chữ cưới là đúng, đúng được rồi. Cưới nhau đúng rồi, chắc chưa? Mình cưới nhau. Chính xác. 20 điểm thuộc về đội rau. Chúc mừng các bạn. Dạ xin mời đội rau chọn chủ đề. Anh nghĩ là kinh nghiệm của anh thấy là bình thường mọi người hay chọn âm nhạc phim ảnh không à, mà cái đó nhiều người biết. Bây giờ mình chọn một cái mà ít ai chọn nhất, đó là phong cách sống đi. Đúng rồi. Để cho không có đối thủ. Đúng. Câu hỏi phong cách sống như sau.
người dân nước nào có tập tục lúc giao thừa sẽ ăn 12 quả nho? A. Tây Ban Nha, B. Pháp, C. Chile. Hết. Ghê chưa? Cái gì? Em biết hả? Đừng nói là em nghĩ tới nho là em nghĩ tới Pháp nha. Anh cũng nghĩ là Pháp đó, nhưng mà không biết đúng hay sai thôi. Đang có hai nước của châu Âu và một nước của châu Mỹ, thì anh chọn nước nào? Tại vì nước nào cũng có thể ra được rượu vang, vang nho hết. Ừ, em gật đầu mà sao em nhìn ánh mắt anh em. Dạ, em xin chọn đáp án. Đáp án. Đáp án. Hả, gì hả? Đáp án A. À, hả, Tây, hả? A là gì ạ? A. Tây Ban Nha hả? 20 điểm, chúc mừng. Chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng rồi. Hay hả? Trời ơi. Quá hay. Đón mò mà chúc quá vậy. Lựa chọn chủ đề tiếp theo ạ. À, ồ, bây giờ nè, Bình nè, để anh coi anh chọn là phong cách sống nè. À, okay, chọn tiếp phong cách sống để mình mới công bằng với nhau chứ. Được lắm, có qua có lại mới toại lòng nhau. Có qua có lại rồi chứ. Xin mời câu hỏi phong cách sống. Điều nào sau đây không đúng khi nói về các nguyên tắc trong chế độ ăn sạch hay còn gọi là eat clean? A. Không chất bảo quản. B. Nguyên liệu tự nhiên. C. Gia tăng chế biến. Hết. Dạ, xin mời đội Bùng. À, không đúng khi nói về các nguyên tắc trong chế độ ăn sạch. Em nghĩ là giờ là đáp án C. 20 điểm thuộc về các bạn. Xin mời đội bạn. Đội Bùng ơi, chúng ta chọn chủ đề tiếp theo đi nào. Dạ, em chọn chủ đề du lịch. Du lịch à? Câu hỏi dành cho du lịch ạ. Thất Sơn Bảy Núi là danh thắng thuộc tỉnh nào ở nước ta? Hết. Không có phương án luôn, lựa chọn luôn. Nào, xin mời. À, Thất Sơn Bảy Núi tỉnh nào ạ? À? À, 5 4 3 3 2 Bảy Núi, núi sạch. Lẽ Thất Sơn Bảy Núi, An Giang hả? An Giang. Chính xác, 20 điểm thôi. An Giang. Thôi An Giang. An Giang. Bình ơi, mình yêu bạn lắm Tô Hòa Thuận ơi. Yeah. Xin mời lựa chọn chủ đề tiếp theo ạ. À. Ờ thôi bây giờ ăn vậy đi. Mình ăn đi. À, em muốn đi ăn, em đói phải không? Rồi cho em ăn ẩm thực. Ẩm thực à? Đặc sản nào không phải là của mùa nước nổi ở Đồng Tháp? A. Lẩu cá linh bông điên điển. B. Riêu cá chép. Và C. Chuột nướng lu. Dạ Phạm Huy ạ. À. Chưa mà, chưa. Tự nhiên người ta gọi làm gì? Mỉm. Mùa nước nổi, đặc sản nào không phải của mùa nước nổi Đồng Tháp là chỉ có riêu cá chép là không phải. Riêu cá chép là đáp án cuối cùng à? Riêu cá chép là không phải là của Đồng Tháp, đặc sản không phải của mùa nước nổi Đồng Tháp. Đúng, chính xác, không phải. 20 điểm thuộc về Đồng Tháp. Ăn hoài à, chán ghê vậy đó. Chọn chủ đề tiếp theo đi ạ. À. Câu thứ mấy rồi ạ? Thật ra bây giờ kính thưa các bạn, mình ăn uống rồi mình đi tất cả các thứ, mình coi phim, nghe nhạc thôi, bây giờ mình chơi thể thao cho người mình nó thon gọn lại nha. Dạ rồi, chơi thể thao. Câu hỏi thể thao như sau. Cầu vòng tuyết là bàn thắng gắn liền với tên tuổi của cầu thủ nào ở đội tuyển? Trời ơi! Trời ơi! Ơi! Tôi tức quá! Hết! Trời ơi! Xin mời đội Bùng. Quang Hải à? Chính xác! 20 điểm thuộc về các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn lựa chọn câu hỏi thứ 9 với chủ đề nào? Dạ chắc là phong cách sống nữa đi ạ. Wow! Từ quốc khánh năm nào người lao động Việt Nam chính thức được nghỉ làm hưởng nguyên lương 2 ngày? Hết. Ok, xin mời đội Râu. 2018. 2018. 2018 đáp án chính xác là 2021. Dạ. Câu tiếp theo ạ. À. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng, bởi vì chúng ta chưa đầy chính xác nên sẽ tiếp tục với phong cách sống. Tục trùm chăn để chọn bạn tình có ở đồng bào dân tộc nào ở nước ta? A. Dân tộc Thái. B. Dân tộc Hà Nhì. C. Dân tộc Tày. Hết. Hay quá Mỹ ơi. Nè. Sao? Trả lời đi em. Nguy hiểm quá. Hồi hộp. Trả lời đi em để cho mọi người ngưỡng mộ anh em nè. Danh là mọi người nể nè. Đừng nể một cái coi. Dạ, câu này em không biết. Hả vậy trời? Trời ơi, em không biết mà em bấm chuông. Em xin chọn đáp án B, dân tộc Hà Nhì ạ. À. Hà Nhì. Hà Nhì. Chính xác, 20 điểm rồi. Ok, và sau khi mà hoàn thành xong 10 câu hỏi, chúng ta có được số điểm khá là ấn tượng. Và bây giờ sẽ là cơ hội để tất cả chúng ta lật ngược được thế cờ. Đó chính là vòng thi đấu tiếp theo được mang tên Cung
chơi. Máy lạnh Tri, lạnh, lạnh nữa, lạnh mãi, vận hành bền bỉ 20 năm. Với bộ ba ăn ý và đây là vòng cùng chơi. Vòng 2 cùng chơi. Ba đội sẽ cùng tham gia trò chơi vận động. Mỗi người chiến thắng sẽ mang về cho đội mình 300 điểm. Một người thổi bóng, đưa cho người còn lại đứng bên cạnh để cột cái bóng lại một cách chắc chắn và đưa cho thành viên thứ ba chạy lên chỗ cái điểm màu đỏ đó. Dùng bộ phận vòng 3 của mình để có thể làm nổ bóng. Không được dùng chân đạp, cũng không được dùng tay bấu, mà phải dùng vòng 3 ịnh cho nó trái bóng nó bể. Vâng. Đến khi nào bể là tiếp tục quay trở về để lấy bóng với sự trợ giúp của các đồng đội. Nếu như chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá giống như Khải Như bây giờ nè, mình đổi vị trí cho nhau. Và 2 phút bắt đầu. Rồi bắt đầu. Thổi thổi em ơi. Dạ bóng nhỏ vậy sao bể được à? Bóng nhỏ như vậy sao làm sao mà bể? Phải căng lên em ơi. Căng lên em ơi. Đưa cho đồng đội cột à. Ghi càng nhiều số bóng càng tốt. Một người thổi, một người cột. Một người thổi, một người cột. Nghe rõ không à? Hay quá, hay quá, hay quá. Nhanh lên. Một người thổi, một người cột anh nào ơi. Nhanh lên. Hạnh lên. Nhanh lên. Đội giữ lại luôn ơi, nguyên một trái nha, một người thổi một người cột nha. Rồi, đó. Hoàn toàn có thể đổi nha. Lên luôn. Mệt quá mình đổi thành viên nha, đổi vị trí cho nhau nha. Nhanh lên. Còn 30 giây nữa. Nhanh lên mọi người ơi. Ráng lên, còn 30 giây. Này. Cố lên. Kìa. Ráng lên Duy. Đúng rồi. Kìa. Cố lên, một người thổi một người cột nào. Mọi người thổi một người cột ạ. Ráng anh ơi, ráng. Mười. Nhanh. Chín. Được rồi. Tám. Bởi cho nó đi, nhanh. Bởi cho nó. Sáu. Được rồi. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Vỗ tay cho ba đội nè. Rất là xuất sắc, rất là cố gắng. Thở rồi. Chúc mừng đội Bùng, các bạn có được 10 trái. Hay dạ. Còn đội này? Đội Râu, các bạn có được 10 trái. Wow. Thế còn đội Miệm, các bạn có được 11 trái. Wow. Nhưng mà hồi nãy em có nói khoảnh khắc là tôi sẽ trừ 1 trái. Đó, đúng rồi, anh có biết. 11 trừ 1 còn 10 trái luôn. Dạ à. Đó. Dạ, như vậy chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ. Chơi luôn nè. Hiệp phụ như sau. Chúng ta cử ra đúng một thành viên xuất sắc nhất, năng lượng dồi dào nhất, tự thổi, tự cột, tự lên làm bể bóng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cột nha. Cố lên. Ai mà không cột nè, là làm cái gì vậy? Thổi xong đứng đi đâu thì đi, phải cột nha. Cột luôn nha, cột luôn. Lên, lẻ lên. Bên đây bị chưa nè. Cái này thấy ghê lắm à. Cái đội của anh nó có một cái gì nó kỳ lắm. Đừng nói nhiều. Mình được 300 điểm rồi. Đừng nói nhiều không, nữa. Không nói nhiều nữa. Chúc mừng đội Miệm được 300 điểm. Yeah. Rất là nhanh. Và bây giờ xin mời quý vị đến với vòng cuối cùng được mang tên Cùng Xem. Vòng 3 cùng xem, ba đội chơi sẽ trực tiếp theo dõi một tiết mục giải trí tại sân khấu của chương trình. Các đội nhấn chuông giành quyền trả lời 8 câu hỏi liên quan đến phần biểu diễn. Câu trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai bị trừ 30 điểm.
Hay quá, tuyệt vời. Vừa rồi chính là phần trình diễn của ca sĩ Anh Duy cùng với phần trợ diễn của vũ đoàn Power. Và bây giờ sẽ là 8 câu hỏi. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Câu đầu tiên, nam ca sĩ mang mặt dây chuyền hình gì hết? Xin mời đội bụng. Xe chữ nhật. Chính xác, 50 điểm thuộc về các bạn. Ở đây không thấy, không thấy gì. Ok, chúng ta đến câu số 2 ạ. 2 trong 4 nữ vũ công thì họ có mang một cái băng ở cổ tay. Như vậy, cái băng đó màu gì? Dạ Phạm Huy đó thôi. Tiếc quá. Đâu ơi. Chưa. Dạ Phạm Huy luôn, trời ơi. Hả? Dạ, em xin trả lời đó là màu đỏ. Màu đỏ và màu đen. Màu đỏ, nữ vũ công màu đỏ. Nữ vũ công màu đỏ và nữ vũ công đeo màu đen. Chính xác. 50 điểm luôn rồi, đội điểm. Hai màu lận. Tiếp nè, câu này dễ lắm nè. Câu này rất dễ nha, mọi người tập trung nha. Khăn cột thắt lưng của hai nam vũ công có những màu gì hết? Xin rồi, đội bung. Dạ, đó là màu đỏ với màu vàng. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi, tức quá. Nào, chúng ta tập trung nhớ về lời bài hát khoảnh khắc hát nè. Ở điệp khúc cuối cùng khi bài hát được lên tông, ca sĩ Anh Duy đã vỗ tay. Như vậy, anh ấy vỗ tay mấy nhịp? Hết. Nào, rau. Sống buồn nên cũng vừa lên đến 5 nhịp. Dạ, thật đáng tiếc. Hãy xem lại những hình ảnh chiếu chậm. Đáng tiếc. Câu này dễ nè, mọi người tập trung, câu này rất dễ nha. Ca sĩ cất kính mát vào túi bên tai nào của mình? Hết. Hay quá, râu cố lên. Phải. Bên phải, đúng. Tay phải, chính tay xác. Tay phải, chính xác. Đúng rồi, tay phải. Yeah. Ủng hộ. Câu số 6, ca sĩ Anh Duy đeo nhẫn ở ngón nào của bàn tay của mình? Hết. Ngón nào? Em biết hả? Dạ, xin mời. Anh chưa thấy điều đó luôn. Dạ, em xin trả lời là ca sĩ Anh Duy đeo nhẫn ở ngón áp út. Áp út à? Áp út à? Sai à? Hãy yêu một người sống vui một đời. Dạ, ngón giữa. Ngay cái tay cầm micro luôn á. Bây giờ sẽ là câu tiếp theo. Khi vũ đoàn xếp hàng thẳng sau ca sĩ, vũ công đứng gần kề ca sĩ là nam hay nữ hết? Trời, mỉm nữa. Trời ơi. Nè, trả lời cho một cái cho sợ nè. Trả lời đi em, chỉ có em thấy nè. Để trừ một cái nữa cho coi cho vui nè. Em nhớ là nữ ạ. Chính xác ạ. Đó. Tất cả chúng ta nhớ lại toàn bộ 4 vũ công nữ nhé. Cả 4 vũ công nữ đều đeo bông tai. Và những bông tai đó có kích thước giống nhau hay khác nhau? Hết. Dạ khác nhau. Chắc chưa ạ? Tại sao khác? Tại vì có bạn to, có bạn nhỏ hơn. 50 điểm thu về các bạn. Hay quá. Dạ. 8 câu hỏi trôi qua. 3 vòng thi cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Và chúng ta đã có số điểm hiện thời. Thì cảm giác của anh lúc này Cảm ơn anh. Phần chia sẻ của anh cũng đã xong rồi. Rất là xúc động. Dạ, xúc động lắm ạ. Thế còn anh Trịnh Thanh Bình ạ? Anh chỉ cảm thấy là nó bị vấn đề gì đó. Hôm nay là có nghĩa là nó xui thôi. Đúng. Thật ra là thấy là nãy giờ là gần như tất cả các câu hỏi nó mình đều là mình đều trả lời được. Nhưng mà nó xui. Đúng là đội Á Quân nè, đội về nhì. Cảm giác như nào ạ? Tụi anh cảm giác anh cảm ơn Á Quân. Tính ra là đội mình là âm thịnh nhưng mà Dương hơi suy so với hai đội bạn cho nên thôi về nhì cũng được rồi. Anh cũng xin cảm ơn. Dạ đã xong rồi, xin mời tất cả mọi người chúng ta xuống đây nhận thưởng. Cảm ơn ạ.
cuộc chiến nảy lửa không kém phần vui nhộn, và chúng ta sẽ cùng trao giải cho đội về ba với số tiền là 3 triệu đồng. Quá tuyệt vời. Dạ, chúc mừng đội râu. Đây, về nhì được 5 triệu. Chúc mừng cho đội bùng. Vâng, và chúng ta cùng chúc mừng cho đội quán quân ngày hôm nay. Dạ, anh ơi, cái phần chia sẻ cũng đã xong dạ, rồi. Xong đây rồi. Chúng ta không cần chia sẻ nữa. À, dạ. Cảm ơn anh ạ. À, quên mất, vẫn còn phần quà đến từ nhà tài trợ của chúng ta. Xin mời. Đây, phần quà đến từ nhãn hàng Free xin dành tặng cho đội bùng, đội râu và đội mỉm. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng bộ ba ăn ý, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải Nam Media thực hiện. Cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Free. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi vào khung giờ cực kỳ quen thuộc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ủa sao chị dòm em ơi chị Mèo? Tôi chóng mắt coi ai là người còn lại cuối cùng đó nha. Thế mạnh là gì? Ăn nè. Dạ mất lượt à. Em không mất nha. Em không mất. Nó dòm em hoài vậy. Không phải. Có ai xuống bấm á. Không được đâu, bấm đâu. Đấy sao? Thôi mất kìa. Không không được, được. Không được, bảo đi nha, bà xã người ta về nói kiếm chuyện với em đó. Bật máy lạnh đi, bật máy lạnh đi. Mát lạnh như thế này thì cứ tận hưởng đi. Bật máy lạnh đi, sao phải suy nghĩ. Vô tư tận hưởng cùng máy lạnh đi. Yeah. Máy lạnh đi, lạnh, lạnh nữa, lạnh mãi. Vận hành bền bỉ 20 năm.